cảm giác có nói anh hay không đó, cảm giác anh với Diệu không có tới được à? Tại sao? Anh thử tiếp cận Diệu rất là nhiều cả ngày nay, anh thử tiếp cận luôn. Em thấy điều đó mà. Anh thử nói can đảm luôn, anh lấy hết can đảm luôn mà. Anh biết trước câu trả lời nhưng mà anh vẫn sẽ tỏ tình. Không. Chứ sao? Anh không tỏ tình. Tùy anh. Nói chung là làm cái gì mà miễn bản thân mình thấy hạnh phúc là được. Thoải mái là được anh. Đó là ý kiến của em và ý kiến của chị. Góp ý cho anh. Còn quyết định là ở anh làm cái gì cũng được, miễn là bản thân mình thấy vui là được. Có gì muốn nói cứ nói đi, gì đâu. Anh em gì không? Anh có ghét em không? Tất nhiên là không. Anh có mua những điều luật riêng của bản thân. Thứ nhất, không bao giờ theo đuổi những người con gái đã có người yêu hoặc người thương. Em đã có được trái tim của người ta thì phải biết trân trọng và gìn giữ nó. Đừng làm trái tim vụn vỡ thêm bất kỳ một lần nào. Một cái đĩa bãi, dù em dán bao nhiêu lần, nó vẫn là một cái đĩa bãi, vẫn rất nhiều vết nứt và vết sẹo. Trái tim con gái cũng vậy. Lần cuối cùng mà. Sau khi Thành nói lên tiếng lòng của mình thì Ý đã khóc, khiến cho buổi tiệc bị gián đoạn khi chỉ mới vừa bắt đầu. Trong khi bên ngoài Nhân đang bối rối không hiểu vì sao Ý khóc, thì bên trong này bầu không khí lại hoàn toàn khác. Sao vậy em? Người ta đang buồn vì ngồi ăn rồi đó. Vô sự duyên gì đâu luôn á. Nửa đèn khóc, nửa đèn ngồi gặm xương. Anh bỏ cái cục xương xuống để em nói chuyện được. Anh yêu đau khổ á. Đúng rồi, đau khổ. Hiểu không? Hiểu. Phải nói mà có đầy ám không? Có cái sợ. Sợ lấy cái gì đi chứ. Đúng rồi, đau khổ. Người ta đau. Nhìn ổng không kìm được đúng không? Không nãy Ý khóc mà anh. Ông mà cũng sợ. Mà anh đi thơ lắm đi. Ý là mình không quan tâm gì hết trơn á. Em thấy có lỗi khi cười. Nước cười mọt ấy. Em không biết ông biết khóc vì cái gì á. Em biết. Em biết. Bọn em biết. Tụi em biết mà. Tụi em biết. Không phải vì anh. Không phải. Hiểu. Em biết. Hiểu rồi. Thì hiểu là... Em mới kêu đó. Nhưng nó làm cho người ta thích nó. Nó bỏ hết mọi thứ cho người ta thích nó. Xong rồi nó lơ lơ. Anh đã nói rồi. Hôm bữa anh đã cảnh báo Ý rồi. Anh kêu đừng. Anh Thành được hơn. Không có chịu, em kêu em thích Nhân rồi. Trời ơi. Em là đau thương là đau sao chờ mong mình đi về đâu. Phải như tôi là phải hay không? Anh làm tao ghét anh tiếp vợ. Sao, có ghét không? Mà không. Có không? Có ghét không? Không. Mà không. Thế đâu ghét đâu ly biết rồi. Anh biết đâu, chắc đi ngoài luôn quá. Yêu đương đau khổ mọi người nhỉ. Mình không hiểu rõ lý do tại sao Ý khóc. Có thể là do mình. Do mình đã có những tác động xấu
những việc làm không đúng đắn hoặc cho những câu nói của mình gây tổn thương. Có giọng vậy gì? Anh không bảo vệ cho em thôi. Anh quan tâm em. Em biết đi gì cái anh này thật đó. Sợ quá, yên tâm với người khác giúp mặt em đi. Em nghe đó. Em biết là mình đang diễn nhưng mà em rất khó chịu. Thật sự bây giờ anh muốn nói cho mọi người biết mình là cặp đôi với anh. Nhưng mà tới bây giờ thì mình đã cố gắng 7 ngày qua rồi. Em hiểu. Thật sự không phải là anh không quan tâm em hay là anh cố gắng quan tâm những cô gái khác trước mặt em. Anh biết mình ở đâu, anh biết người yêu mình là ai chứ. Nhân nghĩ là mọi chuyện đang rất là bình thường, bởi vì mình đang trong một cái vai diễn và cũng hơi sai sót một tí. Tại vì mình quan tâm đều hết ba cô gái nhưng mà lại chửi ra thì nghĩ như thế thì mọi người sẽ không có nghi ngờ mình với ý. Nhưng mà thật sự thì mình rất có lỗi khi mà làm cho ý đau lòng như vậy. Đó là cảm giác khó chịu mà như hối hận nhất của Nhân trong thời gian vừa qua. Đồ nó cướp ở đâu? Bệnh mọi người trước đi rồi, thấy chưa anh ba? Này, anh đi bệnh mọi người trước đi, mọi người nghi ngờ nói thật á. Không quan trọng đâu. Hết rồi. Hết chưa? Sao mà hết được? Đi bệnh trước đi rồi ông à. Không. Đi bệnh trước đi. Ngay từ đầu mình đã nói mình phải tin tưởng nhau chứ. Em tin anh, em biết anh không có tình cảm gì hết nhưng mà cái sự quan tâm á, này cũng không. Thì mình tỉnh rồi, đi đi. Để mà nó cúp cho. Sao mà nó cúp cho em được? Anh có biết mà cái gì đâu. Mà công nói tu quan tâm người khác nữa. Không có. Đi mà anh chưa. Cái gì mà cái anh gọi này cậu phấn mà sao? Em không biết. Ôi, đổ, nó bể rồi. Đi mà anh đi. Thì đi bệnh trước đi rồi em qua. Mẹ làm nãy rung chết bà luôn. Rung. Nó không biết cái khóc cái gì luôn á. Giờ đây điều khó khăn nhất đối với Nhân là làm sao đánh tan được sự nghi ngờ của mọi người. Ý đâu đâu anh? Vô phòng. Giờ sao? Xin phép mọi người. Sao mà quá đông bây giờ, mọi người về bệnh bớt đi. Sao vậy em? À, cần một mình đúng không? Ừ. Đi, đi qua đó trước đi cho bé qua xong. Em biết cái lý do ấy nó khóc. Không phải vì anh. Là vì em. Ừ, hay á.
Em cũng là người lơ là ý đúng không? Em có nghĩ nhân với ý là tốt giận không? Em cũng nghĩ vậy, kiểu như thì nếu như làm người đơn giản một câu là no họ né. Ừ, xong rồi kiểu ý lại nghĩ là nhân nhân kiểu như có tình cảm với người khác trong nhà chung. À không có, cái đó ý nói ra là để ý né luôn tụi mình. Thì tại sao nó khóc? Chị cái khóc là chị chưa hiểu những cái mà em nghĩ là tại vì nhân ảnh chứ nó mất dạy quá. Nhân ảnh kiểu lơ đó, xong rồi thấy nó hôm nay nó uống nó buồn nó khóc. Mà kiểu như con gái mà kiểu cảm giác không an toàn á. Tại vì hôm bữa giờ nó lơ, ấy nó kêu là nhân lơ đó. Cái nó khóc thì chị vẫn chưa chắc, nhưng cái mà giữa nhanh với ý thì chị nghĩ hai người đang cố làm tròn trách nhiệm thôi. Chứ cũng khó khăn lắm chịu tương mà. Mẹ diễn cặp đôi anh mệt lắm á. Ừ, thì em biết mà. Là đàn ông ai cũng muốn đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, đó là chắc chắn. Nếu em đã có tất cả thì khi người phụ nữ đến với đời em á, chưa chắc họ là gì quan trọng. Nhưng nếu người phụ nữ yêu em, kể cả khi em không có gì trong tay á, họ là tất cả đối với em, thì em có thể lo lắng chăm sóc cho họ được. Sao ý khóc không? Mà không phải dụ anh Thành mà tại vì Nhân. Thấy chưa, em nói mà. Nhưng mà này anh Thành nói mà tay anh Thành cứ vậy nè. Sao vậy? Sao run dữ vậy? Thì run nói thì run chứ. Để nói từ như là từ trái tim ra. Anh đây làm gì thế? Đi trên đất luôn chứ. Lý do sao anh Minh run tay từ nhà lắm vô đá. Đấm đá hả? Anh Thành đó hả? Thành đấm vào đá hả? Anh nhìn thấy thì anh biết, anh nghĩ rồi á. Anh nhìn vô mấy cái đốt á, bây giờ tụi em mới nhìn lại đi. Mấy cái đốt nó đỏ. Ừ, đúng rồi, chị cũng thấy tay hơi đỏ. Thì anh đoán là chắc chắn là vậy chứ không thể nào mà lấy. Tại vì anh đã từng như vậy, đấm vô thử rồi. Chắc anh Thành nói tức là để cho ý như thế này á, như khóc như vậy á. À, anh buồn vì anh đã làm ý khóc á hả? Không, anh buồn tại vì ý... Anh, kiểu như anh bất lực vì ý vậy ấy. Anh không biết làm như nào hết. Theo em nghĩ thì ý không phải buồn vì anh Thành đâu. Ý buồn vì Nhân mà. Nhân, mình biết. Ý có muốn chơi với mọi người nữa không? Đêm cuối nè ý. Hả? Có. Ừ, mọi chơi. Đứa nào anh hiếp em, anh sẽ... Tới giờ của cha nội kia rồi đó. Tới giờ cha nội rồi. Thiệt không có trời. Nghiêm túc nổi được, nghiêm túc xíu à. Nghiêm túc được. Lúc à. Xíu xíu. Không khục gì nè. Ủa mọi người, chứ mọi người muốn ý khóc hoài hả? Ok. Đúng không? Anh làm đúng. Cảm ơn anh. Đúng không? Cảm ơn anh. Thấy không? Cười thấy không? Thôi. Thôi đi vô. Tiếp tục bữa tiệc còn dang dở, các thành viên đã tham gia trò chơi nói thật. Đây hẳn là cơ hội tốt để các bạn khẳng định tình cảm của mình. Cái mà em thích từ con gái là cái gì? Cái gì? Ngoài cái chuyện kia, ngoài cái tính cách á. Thích cái gì hả? Ờ. Là số 1, cái điểm số 1. Cao. Cao hả? Ừ. Cao. Ok, cao. 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 Ở đây ai cao nhất? Cao. Ừ, đâu phải ở đây okay. Đâu em. Ngoài nhiều người cao. Không, em nói vậy thôi. Em thích điểm gì ở Nhân nhất?
Anh nói nó mụn bị. À vậy thôi. Sao kêu hả? Em thấy anh Thành xứng với em không? Em thấy anh Thành xứng với em. Anh là thấy xứng không? Em mà em đâu thích anh Thành đâu. Thôi không. Nhìn Vi á, nhìn Vi á, đích tình có thèm không? Gì vậy? Em anh hỏi câu kỳ vậy? Anh cứ yes or no. Oh yes. Oh. Oh. Well. Dễ mà. Well. Chết mọi người quá. Buổi tối tại Vintage Gardens Farm Taste mang một bầu không khí mát lạnh của núi đồi Bảo Lộc cùng với những khung cảnh đầy thơ mộng và lãng mạn càng khiến cho những tâm hồn trẻ thêm thao thức. Chị Yếu nói với anh là những gì mà chị Yếu không thích về anh là đúng không? Nói không? Anh cảm giác là... Có nói với anh hay không? Đó. Anh cảm giác anh với Diệu không có tới được à? Tại sao? Anh thử tiếp cận Diệu rất là nhiều. Cả ngày nay anh thử tiếp cận không? Ừ, em thấy điều đó mà. Ừ. Anh thử nói, anh can đảm luôn, anh lấy hết can đảm luôn mà. Anh biết trước câu trả lời nhưng mà anh vẫn sẽ tỏ tình. Không. Chứ sao? Anh không tỏ tình. Tùy anh. Nói chung là làm cái gì mà miễn bản thân mình thấy hạnh phúc là được. Ừ. Thoải mái là được anh. Ừ, đó là ý kiến của em và ý kiến của chị. Góp ý cho anh. Còn quyết định là ở anh làm cái gì cũng được miễn là bản thân mình thấy vui là được. Có gì muốn nói cứ nói đi, gì đâu. Anh em nhau mà. Anh có ghét em không? Tất nhiên là không. Anh có mua những điều luật riêng của bản thân. Thứ nhất, không bao giờ theo đuổi những người con gái đã có người yêu hoặc người thương. Em đã có được trái tim của người ta thì phải biết trân trọng và gìn giữ nó. Đừng làm trái tim vụn vỡ thêm bất kỳ một lần nào. Một cái đĩa bãi, dù em dán bao nhiêu lần, nó vẫn là một cái dĩa bãi, vẫn rất nhiều vết nứt và vết sẹo. Trái tim con gái cũng vậy. Lần cuối cùng anh chỉ muốn nói, nhìn mặt anh nè, là một thằng đàn ông, ráng chăm sóc cho người mình yêu. Đừng ngu như anh, đừng dại dột như anh, đừng tự ti. Anh biết mày làm được. Làm được không? Anh tin mày. Anh thất vọng bản thân đủ rồi. Đừng để anh thất vọng về em. Chịu cho em Út. Rồi đây, đưa đầu đây. Anh xem mày như là em Út của anh vậy. Em nói thiệt á, em thấy anh diễn. Anh thấy em thấy anh không có thật á. Em không biết nữa. Tự nhiên mấy ngày đầu nha thì em còn cảm thấy là anh thật thà đồ cái thứ. Anh kiểu như anh rất là nice với mọi người ấy. Nhưng mà sao tự nhiên dần dần em thấy anh không có thật nữa. Em không biết nữa. Không, cái đó là tính cách của anh. Anh chỉ nghĩ là mọi người cần cái gì trong khả năng á thì anh sẽ lo cho mọi người thôi. Tại anh coi mọi người như những anh em của anh thật sự. Anh chỉ muốn tạo cho mọi người cảm giác giống như một gia đình á. Chứ chơi với nhau vui vẻ. Mà do có lẽ là cái cách giải quyết vấn đề của anh á, nó không đúng như những điều anh muốn, cho nên gây mọi người khó chịu. Xin lỗi về nhiều nha. Thôi anh chẳng có gì phải xin lỗi, em có gì đâu mà xin lỗi, bị gì. Thì cũng cảm ơn em đã góp ý cho anh. Anh dám khẳng định là anh sống thật với tụi em. Anh chẳng hề diễn thế nào.
Ở một góc khác, có một cuộc hẹn với một khởi đầu không giống ai. Em ơi, em vừa tẩy trang luôn á. Sao đâu? Hồi chân mày đi đâu không? Hai mình rơi. Đặng là ai đấy? Mình gặp ai vậy? Có lẽ vì đã bắt đầu một cách không bình thường nên cuộc hẹn này cũng tiếp diễn theo một cách không bình thường. Anh đừng có treo em nữa. Không có tới mức vậy đâu, thề luôn. Anh nói thề, anh thề với em luôn nha. Anh thề với em. Anh tưởng nó sẽ nặng, giống như là tệ hơn nhiều. Đừng lo. Được, đẹp, không sao trời. Yeah. Ủa bạn là ai? Anh giỡn trời. Hay là mình xách ghế ra đó ngồi đi anh. Cho đỡ đèn đi ha. Thấy thường bình thường em giống như là kiểu chủng trạc á. Nhưng mà anh nghĩ đi, có bao giờ mà em tham gia chương trình mà em để mặt mặt quay đâu. Mà không có tệ. Anh nói thật, anh tưởng em có chân mày luôn á. Đúng mà cái lần đầu tiên anh gặp em, anh tưởng em có chân mày luôn. Nhà em có chân mày, mắt thì to bình thường, mũi thì cao. Rồi xong. Xuống đây. Ok, bình tĩnh. Bình tĩnh rồi, trời. Mắt sợ lên hình xấu thôi. Hồi lúc anh trong lớp 2, hết lớp 3 đó. Ừ. Thì anh sang qua trường ở tiểu bang khác á. Ừ. Khi sau đó mắc cười. Tại thời đó có một bé tên là Vi. Vi. Ờ, anh rất là thích nó. Sau đó thật sự như mình mất tiểu. Ừ. Rất là mất tiểu. Anh muốn nói cô giáo xếp hàng đi về đó. Anh chịu không nổi nữa. Thấy chưa, em đoán như vậy đó. Mà trước mặt Vi luôn. Đấy. Trước mặt Vi luôn. Đấy, lớp 3 rồi hả? Ờ, lớp 3 rồi. Trời ơi, quê không? Hả? Quê gì? Cái sao? Cái sau đó anh lít qua, anh thấy cái hũ mà cà phê của cô anh á, cái lấy nó cái đổ lên mông anh, đổ lên mông anh, anh đổ đổ mà lúc đó bé bị thấy. Để làm gì anh đổ vào? Để làm gì? Để người ta thấy mông anh đang ướt á. Anh lấy cái cà phê ra anh đổ vô để tạo hiện trường giả. Đúng rồi, là giống như là anh để là anh giả bộ như là anh đổ cái cà phê đó đúng vô. Đúng rồi. Thông minh nhở? Trời, thông minh quá. Anh mà. Nhưng mà Vi thấy anh đái đúng không? Vi thấy anh đái, anh đổ mình. Nó còn nóng không? Kiểu còn nóng mình. Mà anh chịu đựng. Ý là cà phê nóng hả? Cà phê nóng. Mà em nghĩ em đổ vô. Ở dưới đây nó sẽ cảm thấy hít. Trời ơi, sao bất chấp quá vậy? Mà lúc đó... Thế đó. Thì cái anh hài hước thực sự á. Phải không? Cái ngày nha, em nhận xét nè. Ngày đầu tiên là em vẫn chưa thấy gì ấn tượng về anh hết. Ngày thứ hai là em thấy anh hơi vui tính rồi đó. Em thấy cảm giác anh hơi vui tính. Xong ngày thứ ba em thấy là anh vui tính, anh thật thà. Xong ngày thứ bốn em thấy anh chân thật á. Xong anh càng vui, cái độ vui của anh nó càng mỗi ngày nó nhanh lên rất nhiều lần. Em có khen anh vui tính thật sự luôn á. Em anh có một cái điểm mà nằm trong cái mẫu người bạn trai mà em muốn là vui tính. Có cái điểm đó là cực kỳ em thích luôn á. Coi chừng nha. Coi chừng nha. Dạ, yeah, coi chừng nha. Coi chừng chuyện gì? Hả? Coi chừng cái gì? Nói coi chừng thôi. Ừ. Anh đang tạo drama đúng không? Tạo drama rồi, tôi biết rồi. Em kể cái này anh đừng kể cho ai nha. Không cái rồi. Này em nghĩ là chắc là sóng truyền hình nó cũng không lên sóng truyền hình đâu. Thì lúc trước là ở dưới quê em á, là hồi còn bé em học lớp 1, lớp 2 á, bé xíu à. Xong cái nguyên ban một đám nít đi chơi với nhau. Xong lúc đó cúp điện. Xong rồi bắt đầu mới rủ nhau đi dùng cái vườn của một cái nhà kia rộng lắm. Anh biết cái vườn không? Biết là giống vườn như vậy gì nè. Mà tối o mà cúp điện xong cái cả đám kéo nhau vô đó xong đi đến cuối vườn rồi. Xong cái theo kêu là bây giờ không có đèn, không có điện thì thi nhau chạy lên ngoài đầu đường coi là ai chạy nhanh trước. Xong rồi em cắm đầu em chạy để cho em thắng á. Xong em bị té xuống hố phân heo. Em bị té xuống hố phân heo. Sẽ chết. Em
tưởng là em chết luôn rồi. Xong rồi cái em ngoi lên vậy nè. Xong cái có một cái chị mà ở đó lớn nhất nha, là chị đó thấy được em té xuống. Xong chị đó thò tay xuống dưới để lôi em lên. Thì lôi lên người em cứ em. Xong rồi chị đó dắt em vô trong nhà, chị đó tắm mà tắm tới hai lần luôn, mặc đồ chị đó luôn vẫn thúi. Thật luôn. Thúi lắm. Ủa? Xong rồi tắm phải tắm hai lần mà nó chưa tắm xong một lần xong vẫn thúi, xong lôi ra tắm thêm một lần nữa xong vẫn thúi, xong mặc đồ của chị đó, xong chị đó chở em về nhà. Xong rồi em về nhà cái ba mẹ em hỏi là cái gì thúi dữ vậy. Xong rồi em đi xuống dưới em tắm thêm một lần nữa vẫn thúi. Wow. Ủa vậy em cứ suy nghĩ nó em chết vì điều đó là lúc đó mà chết mà vì cái đó là nó không còn gì thơm quá. Nghe người ta kể lại một cái đó người ta sẽ kể lại là nết toàn của ông bà chết như thế nào. Con của ông bà chết vì tay hố phần heo. Thật quá kỳ. Thôi thôi thiệt sự luôn á. Hay. Nhưng mà đừng kể ra nha, giữ bí mật nha. Không sao đâu, anh nói thôi. Anh không kể đâu. Đừng kể ra, chuyện này hơi quê đó. Quê không? Quê chú. Trời. Mai anh tỏ tình Vi đúng không? Nói với em đi, em không nói Vi đâu. Thề không? Em hứa luôn. Cái này anh nói thật nha. Cái này anh nói thật. Tại một phần là anh đang suy nghĩ về sự nghiệp. Công việc. Và một phần là Tình yêu. Mà sự nghiệp lúc nào cũng là nó cũng lớn hơn. Lớn hơn nhiều. Quan trọng hơn. Quan trọng. Giống như là tình yêu. Anh, sự nghiệp với tình yêu đi cũng được mà. Với anh, tính của anh nó hơi khó. Tình cảm nó không phải một chuyện là như là anh làm tốt lắm. Không biết tại sao mà nó cái điểm mà anh yếu nhất. Anh mà chọn đúng người á thì cái người đó cùng anh phát triển, cùng anh đi lên là sẽ anh lên được cả tình cảm lẫn sự nghiệp luôn, thì em thấy nó tốt hơn mà. Tốt hơn, có thể. Anh cứ mở lòng đi, đúng không? Mở lòng. Tại với anh cái chuyện bạn gái là chuyện rất là nặng. Là nó giống như là mình quen, tại mình muốn mình tương lai với họ thực sự luôn. Mà nếu anh quen ai là anh quen rất là giống như là nếu như là chuyện lớn thì mình sẽ cưới họ là hoặc là một cái gì đó, hiểu không? Anh là nghiêm túc nghĩ sâu xa luôn, đúng không? Nghĩ xa về cái chuyện xa, đúng rồi, nó là một chuyện rất là lớn với anh thì hiểu không? Hiểu. Thôi rồi, mai anh cứ làm sao anh thấy thoải mái và vui là được rồi. Cũng bất ngờ Austin có thể nói chuyện với một người mà Austin chưa không biết lâu quá, cũng là một người Austin mới gặp đây, mà Austin chia sẻ rất là nhiều thông tin mà thường Austin sẽ không bao giờ chia sẻ luôn. Thì cái đó cũng một conversation Austin rất là bất ngờ thôi, cũng hơi khó giải thích. Mỗi lần Austin gặp Lily thì Lily cũng là một người Austin thấy là cũng người vui tính hơn, như là càng gặp thì càng thấy là hai người càng cái vui tính đó. Đêm cuối cùng trong ngôi nhà chung mùa 12 đã trôi qua với những ngổn ngang cảm xúc của những người trong cuộc. Thành buồn vì Ý, Ý lại khóc vì Nhân. Nhân cũng đã nhận ra sai lầm của mình trong những ngày qua. Mình đã nói rõ tình cảm dành cho Diệu, nhưng dường như giữa hai người còn chút khoảng cách nào đó. Giữa tất cả những ngổn ngang đó, vì Lily và Austin vẫn vô tư và vui vẻ.